Hi, chào mọi người, em có một con Echo có xã áp nha, với bằng 5, con đỏ Âu à. Con ốc này nó dư dư rồi, không biết. Với 3.500 nha mọi người. Này con ốc này nó thiếu. Nhưng mà đối với con này thì em bao hơi cho nha, bao nồng cho nha. Để cho mọi người yên tâm, thì mấy con ốc này em lắp đủ cho. Này lắp chuột đây mọi người, lắp chuột. Nói chung cái vỏ nó rất là đẹp. Rồi vệ sinh ra ha. Made in Canada. Cái lam Canada nha. Thì em nói là tất cả các cái lam chuột của cái mấy cái dòng Echo này nó đều là made in Canada hết nha mọi người. Máy đủ đồ nha mọi người ha. Máy đủ đồ em bao nồng cho nha. Ốc này thì em dặn lại nha. Cái này thì em bỏ cộng xích cho nha, em bỏ cộng xích cho đủ. Thì con này để cho mọi người con này để cho mọi người 2 triệu nha, bao ship nha mọi người. Này để cho mọi người 2 triệu bao ship bao nồng luôn nha. Đó, máy còn rất là sáng. Anh em mua thì có việc chốt chuyển khoản giúp em ha. Rồi, chào mọi người nhé.